trời ơi, mày là thần thí. Đi có mình hả? Dạ. Quá tuyệt. Ủa? Em livestream hả? Đám cưới của người ta. Thần thí này đẹp quá thấy không? Cảm ơn anh. Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay đi đám cưới Trấn Thành với Harry Won. Kim Thư nhà báo Như Hoa. Quá trời đẹp. Đây vợ mình. Đây vợ mình. Vợ ơi, vợ ơi. Vợ ơi. Đó. Hôm nay đám cưới Trấn Thành với Harry Won nha. Cho anh chụp lại tấm. Chụp cho anh chụp với làm Vinh Hưng tấm nè. Hello, chào tất cả những người thân của anh Quyền. Đấy, người fan hâm mộ của làm Vinh Hưng là Quyền Linh nè. Chào cho kéo theo thì nhiều người khác. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Hai. Đấy, đẹp chưa, toàn là người đẹp không. Đây là Lê Giang và danh hài Thúy Nga. Trời ơi, chơi live stream luôn hả? Live stream luôn. Chết già lắm rồi, chắc tôi phải live quá. Live stream luôn. Chắc luôn rồi mà live stream quá. Đó là live stream nè. Live stream quá, Quyền Linh. Câu view quá. Đó. Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay đám cưới Trấn Thành với lại Harry Won, rất đông anh em nghệ sĩ. Đấy, đây là không khí của đám cưới. Nhiều chưa? Mình đang live stream giới thiệu tất cả bạn bè đạo diễn ngôi sao đạo diễn Nguyễn Tranh. Chào em. Đó là chim này, đó là nghệ sĩ đông quá thương. Đó. Chàng bắp. Đó. 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 Là chim này. Để mình giới thiệu không khí đây là biết ai không? Hello mọi người. Tim đâu rồi? Tim đâu rồi? Có sợ quá. Ồ. Trời ơi. Người đẹp không hơn. Người đẹp không? Trường mình anh quá đẹp luôn. Quá trời luôn. Chưa từ tay gọi lên nữa. Trời ơi, thôi gọi. Live stream hả? Live stream hả? Live stream, đó. Minh Hà, Lý Hải. Chào các bạn, chúc mọi người buổi tối. Đi đâu vậy ta? Đi cưới, đi event. Cưới event. Đông quá event. Ủa đi ai hả? Đi mình hả? Đi bà xã. Ủa bà xã đi lang thang luôn hả? Đang đứng chụp hình với Minh Thư, với Kim Thư với lại Đàm Vĩnh Hưng kia kìa. À, dạ. Wow, quá là đông luôn. Quá là đông. Ủa, nó nghe bỏ bơ cái bơ thơ vô đây hả?
Vô chưa?
nghe nè. Khi nào lên thay đồ nhá, mai này nó cũng thay được. Quyên lớn nhá, tắt chiếc quay à, để em like đi. Em like đi. Để giờ em đi em like nè. Em nè coi ấy đi chứ. Nghệ sĩ đông quá. Chào rồi cả nhà. Hải Khánh thầy chúc Giáng sinh khán giả cả nước. Giáng sinh vui vẻ, chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ. Đang chụp nước cho cả nước rồi. Dạ. Đúng. Thôi chúc hạnh phúc nha, cùng tinh thần đi con. Còn một người đẹp nữa Quỳ Linh mới giới thiệu luôn. Livestream. Hello. Chúc Giáng sinh. Merry Christmas. Em đi đưa tiền anh. Đi đưa tiền. Chậm ta. Chậm ta. Đứng xếp hàng mà đưa tiền ha. Ủa anh ha, em cũng đi ngủ tiền đó. Bây giờ xếp hàng 3 hàng mà chưa đưa tiền được đó. Ủa nó nghe cái thiệp bự quá, mình bỏ vô đâu người ta? Được anh. À vô đó là. Mọi người thấy không khí vui không? Thấy chữ Asin. Anh cứ live stream. Anh live stream suốt luôn à. Anh nghiện luôn á. Đi link cho em chụp hình cái gì. Rồi anh em. Em bỏ vô thiệp đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Mẹ chính thành rồi. Dạ. Đi vô con em vô. Đây bỏ vô đi. Bỏ sao? Bỏ đi lấy cái thì ai ruột lại đúng không? Bỏ vô. Lấy cái này hấp lên đi. Bỏ cho nó luôn. Anh vô bỏ một ký nữa thôi anh đi. Vô bỏ một ký nữa. Đây, đứng ở đây chụp nè, hai chồng chụp tấm. Ô qua chụp chân thành đây. Anh lên qua chụp hình. Đi qua đây. Chụp trước bỏ tiền sau á. Chụp chụp với chồng mình tắm đây. Ơi, trời ơi, ơi Khoa ơi, đừng dây, đừng dây. Để hồi MC đã được cái âm nhạc. À, MC chứ. Dạ, nhìn quay anh luôn. 1, 2, 3. Quay mà. Đâu hả? Chụp ảnh đi luôn. Hỏi nhạc sĩ, hỏi nhạc sĩ. Chụp cho mình cái bạn. Hai đứa mình làm cái rồi con chụp cho ba cái chung rồi. Vô ké luôn đi. Vô luôn. Vô hết anh hai. Đứng chơi luôn. Chơi. Rồi chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Anh xin em chụp tấm. Vô luôn. Nhìn thế này bằng ai? Xin chào. Anh cũng like lại luôn. Đi rồi. Đó. Cái live stream nào. Anh vô
chụp hình chưa? Rồi chụp rồi. Dạ, em lấy lại tiền rồi em mời okay. Trong. Dạ. Em cái được chỗ sửa cho con tiền đi sửa lại. Có gì đâu vậy? Chết dễ lắm á. Giới thiệu một người nữa là đại ca tôi. Chứ tài này anh đẹp quá là đẹp luôn rồi. Đẹp lắm, máy khắp mà không đẹp được. Đó, mọi người thấy không khí vui không? Hay mọi người mọi người nghỉ nha, đi vô ăn chứ đói quá. Ủa, bây giờ mình đã đi từ từ, trời nãy giờ em đang lo quá anh Quyền lên ơi, là em cứ nghĩ là mình sẽ không có wifi để live stream nhưng mà mừng quá là em live stream được rồi. Sau lưng nghe bên cạnh nghe là anh Quyền lên. Quỳ lên cái chương trình tình yêu gì của anh nè. Mà muốn hẹn hò ai muốn làm. Mai mốt anh hẹn hò cho em lấy chồng coi, ế quá. Ok. Anh hẹn hò em đi. Chị nhà đi okay. Anh Linh. Chị... cái em ế quá rồi đó anh Linh. Giờ em nặng lắm rồi, không ai lấy em luôn á. Anh Linh ơi, cho tấm hình lên đây. Anh hẹn hò em nha Linh. Có ai hẹn hò Thúy Nga nha. Ai hẹn hò nha. Cứ đăng ký rồi Thúy Nga sẽ đến hẹn hò cái chương trình của Quyền Linh và Cát Tường nha. Anh Linh. Vô. Anh Linh. Hớp đi, ký. Vô chưa? Chắc làm lễ rồi đấy. Ai cũng hỏi Thảo đâu. Đây già Thảo đây. Đấy. Giới thiệu mọi người bà xã mình. Chào mọi người đi em. Chào mọi người. Giáng sinh vui vẻ đi. Mọi người Giáng sinh vui vẻ nha. Đó. Đám cưới chân thành. Live stream. Có hạt cùng live stream luôn. Này ngược không thấy đúng không? Vậy mới thấy nè. Đó. Có Tài coi nữa nè. Hello anh Tài. Em nè. Cô Thúy Nga. Cô chú. Vô đi. Đi bên nhau. Cô ơi. Cái bước tặng anh Bạch chúc Giáng sinh khán giả. Chúc quý vị trước thềm năm mới. Tết Tây. Một năm mới. An khang, thịnh vượng và... thịnh vượng phát tài. Trời ơi. Chúc một lúc hai cái livestream đó. Đó. Em ơi, số chúng này còn 182 nhớ. Ủa vậy hả?
Thôi mọi người, xin chào mọi người nha. Bây giờ Quỳnh Linh phải dạ, vào luôn vậy. Thôi vô, thấy mẹ Đức Thành. Rồi, đi vào, thôi vô. Đi vào. Ủa mình ngồi đâu ngồi thôi. À, dạ. Đi vô thôi. Dạ. Vô thôi. Live stream. Bây giờ thiếu người này nữa nè. Xin chào mọi người. Đó. Đi rồi. Đấy, cặp đôi hoàn hảo nè. Cặp đôi này hoàn hảo lắm á. Không khí đám cưới rất là vui. Em chào anh. Đây là Quỳnh, ngôi sao điện ảnh Quỳnh Đông. Dạ chào cả nhà. Đây, tiếng lược đây. Dạ chào cả nhà, từ nãy giờ em chưa được ăn. Cô mặc gái. Dù em rất đói. Đó, cô gái này mặc tươi xinh, chắc đói bụng quá. Mặc đói bụng vậy. Hôm nay mọi người cùng vui với Harry Won với Trấn Thành. Còn là... Đó, Quỳnh Đông này trẻ không? Ủa sao? Dẫn về xã đâu rồi? Dạ ơi, đi con mình à. Dạ ơi, con xã nhà chứ bây giờ. Ở trong đẹp để là không có cho người thân theo. Bây giờ bỏ vợ ở nhà luôn. Vậy gì chứ, rồi chứ bên là ai bồ mày hả? Bạn gái. À, bạn gái. Cười lạ. Đi con đâu anh? Con kia kìa. Tao đâu?
khán giả nhìn anh Bằng Kiều nha.